Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo của Rượu Tàu chuyên xã Hàng Ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một lô đất. Đất này là đất đất đỏ ha, đất sỏi đỏ. Đất này trồng cây ăn trái cũng khá là tốt luôn. Thì đặc biệt là trên lô đất của mình là chủ đã trồng, đang trồng sỏi này và mấy loại cây ăn trái này anh chị ha. Đây là có cây vú sữa này. Cây này cây đu đủ ha. Tọa lạc ngay xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây thì điện nước đầy đủ, wifi rồi ha, khu dân cư. Đặc biệt là cách đường tỉnh lộ 765 đâu đó khoảng tầm là 100m, hơn 100m thôi anh chị. Tí nữa em sẽ quay ra cho anh chị xem ha. Mình làm mặt tiền đường đá ha. Đường đá này là khoảng tầm hơn 5m. Khu dân cư bên này ha. Đó. Đất của mình là quay về hướng đông nam. Thì em xin nói lại tổng diện tích là 1.000m², ngang là 12,5m, sâu vào trong là cạnh này là 74m, cạnh này là 91m ha. Tại vì nó hơi xéo theo con đường đây anh chị. Đây, nó hơi xéo qua đây ha. Mình là bám mặt tiền tới hơn 12m nha anh chị. Đất thì cao ráo bằng phẳng ha. Đặc biệt là chủ đã bao quanh hết lưới biển 10 rồi anh chị, mà giá chỉ có 1.050.000.000 ha. Một mức giá khá là hợp lý để anh chị có thể đầu tư mua để dành cho con ha. Có sẵn hệ thống bếp để anh chị, điện nước đầy đủ rồi. Phía sau này là có vú sữa này, rồi cây quặt vú sữa này, có mấy cây vú sữa, có vụn chuối đây. Thì hiện tại đất của mình là chưa thổ cư nha, nhưng mà mình có thể về đây làm một căn nhà tiền chế. Mình ở mình nghỉ dưỡng đây cũng khá là ok anh chị. Tại vị trí của mình đi ra biển ở đâu đó khoảng tầm 15 đến 20 phút đi xe thôi. Rất là gần nha anh chị. Đây, bao quanh hết lưới nè. Có ba hàng là trái cây ha. Đây là một hàng nè. Đây là hai hàng. Và phía bên này là một hàng nữa là ba hàng. Đó. Chủ đã bao quanh hết lưới rất là kiên cố rồi nha anh chị. Lưới này B40 rất là trường tồn theo thời gian. Đó. Nên là anh chị cũng an tâm. Số sẵn công chứng sang tên nha. Sổ hồng riêng. Đó. Chủ đạo là mít nha anh chị. Còn lại vú sữa đồ này kia thì cũng ít thôi, 4-5 cây thôi. Có sầu riêng nữa anh chị. Có cây sầu riêng. Đó. Tọa lạc ngay xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì lô đất của mình nè, gần khu công nghiệp Đá Bạc nha anh chị. Cách khu công nghiệp Đá Bạc khoảng tầm là 500 đến 700m thôi. Và cách khu công nghiệp Đông Inh, chợ Long Tân, rồi nhà thờ Long Tân, khu tiện ích của Long Tân thì đâu đó khoảng tầm là 2.5 km. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm là 85 km. Cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng tầm là 18 km nha anh chị. Anh chị tài chính loanh quanh trên dưới 1 tỷ ha. Xem hết video này và inbox liền cho em nha. Cuối video em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Một lô đất giá cực kỳ hời ha. Chủ đã bao quanh hết bờ rào rất là kiên cố rồi. Anh chị mua để dành sau này làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Khá là ok luôn. Tại vì mức giá em thấy nó khá là hợp lý nha anh chị. Bây giờ em sẽ quay ra tỉnh lộ 765 cho anh chị xem nha. Đây là lô đất của mình chị. Ô tô vào tới nơi đây ha. Đường này ô tô thoải mái, điện nước đầy đủ rồi anh chị. Ở đây nhà vườn cũng rất là nhiều luôn ha. Anh chị có thể làm phòng trọ cho thuê khá là ok, tại vì mình gần khu công nghiệp Đá Bạc. Cách khu công nghiệp Đá Bạc ở đâu đó khoảng tầm là 700-800m. Cách khu công nghiệp Đông Anh khoảng tầm 2 km ha. Ra đây khoảng tầm 100 hơn 100m là tới đường tỉnh lộ 765 rồi anh chị. Mình rẽ phải hướng này là đi về khu công nghiệp Đá Bạc, đi về ngã 6 Đá Bạc. Cách ngã 6 Đá Bạc khoảng tầm là 2 km. Và cũng là hướng đi về Bình Trung, Xuân Sơn, Châu Đức, đi về Tâm Mỹ, Đồng Nai ha. Còn hướng ngược lại là mình đi về Long Tân, đi về thị trấn Đất Đỏ, đi về biển Phước Hải nha anh chị. Hướng ngược lại là mình đi về biển Phước Hải khoảng tầm là 15 phút đi xe là đến rồi. Đường này là đường tỉnh lộ 765, đường liên xã, liên tỉnh, liên huyện luôn anh chị ha. Rồi bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Mình là sau lưng căn nhà.
Đây, vị trí chấm đỏ là vị trí của mình anh chị ha. Mình là sát với đường quốc lộ, đường tỉnh lộ 765 này. À, thì đường tỉnh lộ 765 mình là gần khu công nghiệp Đá Bạc đây anh chị. Đây, bên hông khu công nghiệp Đá Bạc luôn ha. Hướng này là mình đi về ngay ngã 6 Đá Bạc này. Đây, cách ngã 6 này thì em nghĩ chắc khoảng tầm là 2 cây thôi. Rất là gần ha. À, thì ngã 6 Đá Bạc này là một hướng này là đường Bình Giã Đá Bạc đi về Ngày Giao, thị trấn Ngày Giao ha. Còn đường Phước Tân Hội Bài hướng này là đi về quốc lộ 51 đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Còn hướng này là đi về Xuân Sơn, đi về Xuyên Mộc này. Còn hướng ngược lại đường 765 đây ha, vị trí đất mình đây, hướng ngược lại là mình đi thì thẳng một đường đi xuống đây là khu công nghiệp Đông Inh nè anh chị ha. Ngay hồ Lồ Ô Long Tân nè. Và đây là khu công nghiệp Đông Inh đây anh chị. Và đi thẳng một chút xíu nữa là ngay chợ Long Tân này. À, anh chị thấy không? Cây có một cái ngã ba, chợ Long Tân, rồi nhà thờ Long Tân, giáo xứ Long Tân, ủy ban Long Tân đây ha. À, thì đường này là đường DT52 này, đường tỉnh lộ 52 anh chị. À, thì đường tỉnh lộ 52 này mình đi thẳng qua đây là Long Phước này. À, đi về trung tâm của thành phố Bà Rịa anh chị. Đây, lên đây là bệnh viện Bà Rịa này. Trung tâm của thành phố Bà Rịa đây ha. Đây, đây thành phố Bà Rịa này. Còn đường tỉnh lộ 765 mình đi hướng này là đi về Đất Đỏ anh chị. Đây, đi thẳng thêm khoảng tầm là 5-6 km nữa là tới vòng xoay Đất Đỏ, đi gặp ngã tư quốc lộ 55 ha. Thì đường quốc lộ 55 này mình rẽ hướng này là cũng đi về thành phố Bà Rịa, đi về quốc lộ 51, đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Còn hướng ngược lại đây, hướng ngược lại quốc lộ 55 là mình đi về Lăng Dài này, đi về Phước Bửu ha, đi về Bà Tô Siêu Mộc, về chợ Phước Bửu này. Còn nếu mà mình qua khỏi ngã tư là mình đi về biển luôn anh chị. Đây, đây là biển Phước Hải ha. Bên này là biển Lộc An này. À, còn qua xíu nữa là Hồ Tràm. À, còn hướng ngược lại là mình đi về Lăng Rừng, đi về Phước Hải nha anh chị. Đây, đây, đây Phước Hải này. Đi về Lăng Rừng, đi về Long Hải luôn. Còn bên này là thành phố Vũng Tàu. Từ vị trí đất mình đây đi về Vũng Tàu cũng khá là gần anh chị. Đây, đi về Vũng Tàu nó đâu đó khoảng tầm là 25 đến 30 cây ha. Và di chuyển thẳng về Hồ Chí Minh đây anh chị. Đây. Từ vị trí mình đây về Hồ Chí Minh nó khoảng tầm 80 đến 85 km ha. À, anh chị quan tâm lô đất vườn gần khu công nghiệp này thì inbox liền cho em ha. Thuộc xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sát với tỉnh lộ 765 luôn. Thì mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay luôn nha, số mới anh chị, số 2023 luôn. Cửa đất số là 1102, tờ bản đồ số 6, địa chỉ xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 1.000 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất cây lâu năm ha. Và đây là cái thửa của đất của mình là quay về hướng đông nam nha anh chị. Ngang là 12,5 m, sâu vào trong là cạnh này 91, cạnh này là 75 ha. Để em soi quy hoạch của anh chị xem. Và đây là bản quy hoạch của mình quý anh chị. Thì kế bên mình người ta đắc cây lâu năm, người ta cũng làm nhà đây ha. Chưa thổ cư gì hết, người ta cũng vẫn làm nhà cấp 4 kiên cố. Ok luôn ha. Thì mình có thể về làm nhà vườn đây anh chị. Đất của mình là đắc cây lâu năm chưa thổ cư, nhưng mình có thể về làm vườn trái cây, rồi làm nhà tiền chế mình nghỉ dưỡng ha. Khá là ok luôn. Đó, rồi anh chị quan tâm inbox cho em. Tổng diện tích là 1.000 m². Rồi cảm ơn quý chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.